chia sẻ lại cái clip của tôi. Thật sự là mình là người đầu tiên đăng viên gạch đầu tiên trong đi luôn. Là mình cũng rất là nhiều mồ hôi và nước mắt. Chẳng gì ngăn được tôi vào những ước mơ này, vì tôi yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa hương thơm cho người. Sống với nơi khát khao rằng được kiếm dân cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai